hôm nay mình sẽ thử chạy lại, tại vì mình thử rồi nhưng mà nó không có coi được. Rồi, mời cả nhà cùng thử giày với con nha. Mời cả nhà cùng thử giày với con nha. Xem con mang giày nào đẹp nha. Xích đây mẹ giúp cho. Xem cảnh một chút nha. Đây, cái nhà thấy có đẹp không? Đó, đôi giày màu trắng. Con thích không? Con thích đôi giày đỏ nhất là. Giày đỏ hả? Trời có hơi nắng nhưng mà cũng mát mẻ lắm cả nhà. Đây, giày này có đèn nha cả nhà. Giày Elsa với Anna, công chúa tuyết, công chúa băng giá đó. Nơi này nữa. Các bạn có thấy thích không? Các bạn có giày mới không? Chia sẻ cho mình xem với nha. Một đôi giày nữa, giày để nhìn những công chúa quá, đẹp quá mong anh ha. Con thích màu hồng á hả? Rồi. Đúng rồi đó con, lựa rồi đó con. Đây. Giày này đi học nhẹ lắm á cả nhà. Giống như tóc quấy nè. Thấy xe chạy qua lại có vui không? Đây. Đôi giày rất là hợp với cái đầm này luôn nè cả nhà. Đứng đây mẹ xem mẹ quay. Không, con đứng ở đây mẹ quay được rồi con. Đó. Đẹp ghê chưa? Quay ngang vậy cái, con nhìn phía trước đó đây đó, đúng rồi, rất là đẹp. Đúng rồi. Ta da. Một đôi cuối cùng đây cả nhà ơi.
cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Anh Em Channel nha. Nhà đợi chút nha, còn một đôi nữa. Đây, đôi này cũng rất là nhẹ luôn. Đi học cả ngày rất là thoải mái luôn. Cảm ơn đi con. Hỏi cả nhà thấy đẹp không? Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của con. Sao? Xin hẹn gặp lại những video sau tiếp theo nha. Nhấn đăng ký thành viên, up like, subscribe để xem theo dõi video mới nhất của Anh Em Channel nhé. Nhấn cái chuông và đăng ký thành viên ở up like ở dưới để xem video hot nhất nhất ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ hạnh phúc và mọi điều tốt lành bên gia đình và người thân của mình nha. Xin chào.